Thì trong cái video hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào để có thể là sử dụng được Google VO3 hoàn toàn miễn phí trong 1 năm với cách là sử dụng cái phần là nhận Google One để dành cho student ở Mỹ. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn lại để mình thấy là rất là nhiều bạn đang gặp cái vấn đề ở đó. Và có một vài cái thông tin là các bạn bảo là phải yêu cầu xác minh là phải thêm thẻ vào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Và phải thêm mail edu nữa. Ok. Thì bây giờ đây là mình sẽ bắt đầu là ở một cái tài khoản mình vừa mới tạo thôi. Thì các bạn có thể tệ, các bạn mình có một cái lời khuyên là các bạn nên tạo một cái tài khoản ở trên điện thoại, sau đây là các bạn đăng nhập ở trên máy tính. Đây, một tài khoản mới nghe mình vừa tạo lúc 10:30 và bây giờ là 10:41, đúng không ạ? Đó, tạo tài khoản này thì tạo bằng IP Việt Nam, không còn yêu cầu phải IP quốc tế hay gì cả. Đó, tiếp theo là mình sẽ tải cái Urban VPN này về, mình thêm vào Chrome. Đó, ok, mình sẽ ghim nó vào nhá. Mình sẽ ghim nó vào. Rồi, được chưa ạ? Giờ nó là như này đúng không ạ? Tiếp theo này là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào cái... Đây, mình sẽ vào cái trang này. Đây, mình sẽ vào cái trang này. Thì trước đấy là mình sẽ phải gì ạ? Bật cái này lên này. Để thay đổi API, à để thay đổi cái IP sang USA. Sau đó là mình sẽ vào cái trang mà mình đã để cho các bạn ở trong phần đường link mô tả trong video trước ấy. Đây, nó sẽ là một cái như thế này, đúng không ạ? Ưu đãi cho sinh viên này. Đó. Thì nó được ngay mà, nó có vấn đề gì không? Nghĩa là các bạn đã được luôn rồi. Còn mình nghĩ là có thể là một vài bạn hiện tại là các bạn không vào đúng website thôi. Đấy, rất là nhanh đúng không ạ? Không cần phải yêu cầu bất cứ cái gì cả, được lên pro luôn. Thì mình tự tạo thử video cho các bạn xem nhá. Tạo cho tôi học tiếng Anh đúng không ạ? Sử dụng tiếng Anh. Đấy. Sử dụng tiếng Anh thì bây giờ mình sẽ tạo một cái câu prompt đi. Mình sẽ tạo một cái câu prompt ChatGPT này. Tạo cho tôi một prompt video. Đấy. Một người đàn ông phỏng vấn một người phụ nữ ở trên một cao tốc ô tô xe máy đang đi qua đi lại, nhưng họ đứng giữa. Người đàn ông nói: bạn đã biết cách sử dụng VO3 hoàn toàn miễn phí chưa? Người phụ nữ trả lời: dễ ạ, xem trên kênh của MCB AI có hết rồi nhé. Đấy. Thêm cho tôi miêu tả về thời trang cũng như khung cảnh và tạo cho tôi một prompt chi tiết. Mình có thể là mình sẽ làm thêm một cái con bot để mọi người có thể dễ dàng tạo ra những cái con những cái câu prompt nó dễ hơn, được chưa ạ? Đấy. Đối với phần trò chuyện thì là tiếng Việt, mình sẽ tạo ra một cái prompt GPT để các bạn một cái bot GPT thì các bạn có thể tạo được cái câu prompt nó sẽ ok rất là nhiều. Đấy. Ok, tạo ra main look này. Đúng rồi, tôi dùng VO3. Đây nó giúp mình tạo theo kiểu là cả tạo flow cơ. Được chưa? Nó sẽ giúp mình tạo flow. Đấy. Bây giờ mình sẽ dùng cái prompt này trước nhé. Để cho các bạn xem này. Vào video này. Nó rất là nhanh đúng không ạ? Mình chỉ thao tác trong chưa đúng khoảng gì ạ? Chưa đến 1 phút là các bạn đã có thể đăng ký được VO3 rồi, mà mình không hiểu tại sao rất là nhiều bạn vẫn gặp một cái trường hợp là nó bị lỗi. Có thể là các bạn hiện tại nhá, là các bạn đang đăng nhập gọi là sai. Tại vì có nhiều bạn ấy là hình như là đăng vào cái trang này này. Nhiều bạn là đăng vào cái trang này này. Đấy, College Student Guide of Gemini Tour 2026 đây. Có thể nhiều bạn là các bạn đang vào cái trang này, cái trang Gemini này. Đấy, còn mình là mình nhận ở Google One cơ. Được chưa? Là đúng cái website, là đúng website mà mình chia sẻ cho các bạn ấy. Đây, các bạn xem này. Các bạn phải ấn vào đúng đường link và các bạn phải truy cập bằng VPN của Mỹ và dùng bằng IP của Mỹ. Đây, mình làm rất là nhanh,
như ở trong cái video này, đúng không ạ? Trong phần này này, mình có phần hướng dẫn này. Đây, Google One đây, Joy Student. Nó rất là nhanh thôi và mình nghĩ là không có một cái vấn đề gì cả. Và tại sao các bạn vẫn gặp được lỗi nhỉ? Rất là lạ, thật sự. Đó, thử xem rất là ok đúng không ạ? Kể cả vào Flow luôn. Đấy, vào Flow. Vào Flow thì nó cũng rất là nhanh. Chả qua ấy, là có thể là ví dụ nó bị lỗi hoặc lag gì đấy thì vào Flow nó sẽ bị chậm thôi. Đây. Được. Đây. Đấy. Vào sign in Google nhá. Thì các bạn sign in với cả cái tài khoản Google mà các bạn đã ấy thôi. Đấy, nó sẽ ở đây này. Cái phần này này, thường thường ấy, ở cái phần này này mình thấy nó hay bị lag. Mình không hiểu là lý do tại sao nó lại bị cái phần lỗi get start như này. Thì hôm trước ấy mình có xử lý cách là mình cứ reload đi reload lại thôi. Đấy, nó hiện ra cái này. Ấn tiếp theo. Kéo xuống đây này. Mình tiếp tục này. Nó sẽ hiện ra cái này, ấn get start là nó vào được. Đấy. Dự án mới chẳng hạn. Và phần dự án mới này các bạn tạo này. Đấy, được chưa? Tạo video từ các khung hình hoặc là tạo từ văn bản sang video thì ở bên này mình sẽ tạo thử theo cái prompt mà vừa nãy mà mình có setup nhá. Ở đây đúng không ạ? Ở đây nó có một cái đây theo các cái loại này, người đàn ông hỏi này. Thì mình sẽ thử xem test 3 cái xem mà. Cho tôi thành tiếng Anh nhưng đối thoại là tiếng Việt. Đấy. Xem tổng 3 cảnh này thì nó sẽ như thế nào, mình cũng chưa thử cái kiểu tạo 3 cảnh đâu. Cùng nhau xem nhá. Là Open Shot này, Urban Child Claim Center này. Thật ra là mình có thể ghép 3 cái này với nhau vào cũng được. Mà thử test 3 cái mà, vì free mà thoải mái đi các bạn. Và các bạn nhớ giúp mình này, trong cái phần mà khi các bạn tạo trên Flow ấy, nó sẽ có cái phần là gì ạ? Câu trả lời đầu ra cho mỗi câu lệnh thì các bạn sẽ chọn là 1 cho mình. Chất lượng các bạn sẽ chọn mình là 2 Gig Quality Experiment Audio. Và nó đây là Veo 3. Ấn vào. Đấy, để thử tạo cảnh nhá. Mình sẽ tạo theo là tạo theo cảnh. Các em mình cũng chưa rõ lắm thì mình sẽ tạo theo nó đi. Tạo 3 cái cùng một lúc. Ba này. Tục này. Cái này thì mình bỏ qua. Đấy, để mình thử xem nó như thế nào. Bây giờ quay lại Gemini xem nó có video chưa đúng không ạ? À có rồi đây. Bây giờ sẽ cùng nhau xem qua nhá. Mình sẽ bật tiếng lên mình nghe. Bây giờ mình sẽ cùng bật qua, bật lại từ đầu này. Bạn đã biết cách sử dụng Veo 3 hoàn toàn miễn phí chưa? Dễ ạ, xem trên kênh của MCB AI có hết rồi nhá. Bạn đã biết cách sử dụng Veo 3 hoàn toàn nhìn rất là chất chưa? Đúng không ạ? Dễ ạ, xem trên kênh của MCB AI có hết rồi nhá. Đúng, đấy. Thấy chưa? Rất là hay đúng không ạ? Ok. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có một cách khác nữa để các bạn có thể sử dụng được lâu hơn cũng như là được nhiều credit hơn. Thì mình có thể là mình sẽ làm hướng dẫn trong video sau. Trong video này thì sẽ là một hướng dẫn nhanh để giúp các bạn có thể là pass được qua cái đó và giải quyết cho các bạn những cái thắc mắc mà các bạn đang gặp phải đúng không ạ? Vì có rất là nhiều bạn bảo là bỏ qua cái bước dễ nhất rồi, nhưng mà thật ra là cái việc đăng nhập ở trên tài khoản Gmail ấy nó rất là đơn giản. Và đăng ký, các bạn đăng ký cho mình Gmail ở trên điện thoại, sau đấy cho vào một cái chôm hoàn toàn mới, rồi các bạn đăng nhập vào, rồi các bạn tải cho mình cái Urban VPN này lên, xong bật cho mình lên được như thế này, hiện lên như này đấy. Rồi các bạn vào trong cái website này. Cái website đây. Đấy, vào thôi, đúng không ạ? Mình, tại vì mình đã đăng ký xong rồi, như vừa nãy các bạn đã xem ở đầu video ấy. Đó là hoàn toàn những cái hướng dẫn rất là cơ bản thôi và mình nghĩ ai cũng làm được hết. Không cần phải thêm thẻ, không cần phải thêm mail edu gì cả. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn lấy mail edu ấy, thì các bạn lấy cho mình ở website này này. Themail.id.vn này. Trong này nó sẽ có cái phần là này. Đây. Các bạn thêm tên của mình vào. Hello. Đó. Được chưa ạ? Các em có tên rồi. 5 ngày trước này. Nhưng có người trùng tên này với mình thì các bạn đặt theo tên, theo ý của mình đó. Ví dụ là MCBAIVN chẳng hạn. Đúng không ạ? Tạo cái mail edu này. Tạo này. Thì nó vẫn được ha. Đấy, nó vẫn được này. Được chưa ạ? Thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Đó. Thì đấy là dành cho trường hợp là mà các bạn gặp cái mail edu rồi thôi.
Còn đâu thật sự là khi mà các bạn đăng nhập vào cái link mà mình chia sẻ cho các bạn ấy thì các bạn sẽ hoàn toàn là các bạn sẽ không bị tính bất cứ một cái gì đâu. À, cái view được rồi, thử xem nhá. Hai cái ta. Wow. Đấy rất là hay nha. Tuy là nó khác với cái form ban đầu mà mình muốn nhưng mà đấy rất là hay này. Các bạn nhìn cái phần chuyển nó giúp nó zoom vào này. Mọi thứ nó vẫn rất chi là mượt luôn. Thật sự. Mình thử cái gì đây? Cái nó bị lỗi rồi các bạn ạ. Nghĩa là cái prompt chia thành ba kia nó không phù hợp. Tại vì chúng ta phải cho thành flow cơ. Flow là tạo video các thành phần. Hoặc là nó sẽ phải đi gần từng cái bước. Nó sẽ ok hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà các bạn thấy hay thì đừng quên lại cho mình một like và subscribe nhé. Ngoài ra này, nếu các bạn quan tâm đến N8N hoặc automation thì các bạn có thể tham khảo kho bên dưới phần mô tả để dễ dàng tham gia và sử dụng automation. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.